Ờ được rồi, để cho anh Đây hả? Dạ. Ăn thịt kìa. Ăn thịt kìa. ai Cha em, cha em ăn thịt kìa. Ăn thịt bọc bọc kìa, trong cha em kìa. Không nói rồi mà, Thịt hôm kia ăn bói. sầu riêng hồi nó địch nữa mà. Ăn gì thịt nữa anh Kha, anh Tên anh Kha? đóng trước, anh biết trước luôn á. Anh Kha biết trước hả? Dạ, gì vậy? Cha hả? Cha hả? Mẹ 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 em ăn gì thịt nữa anh trai? Anh Kha biết trước mà. Dạ. Thái mẹ. Hồi nó tới nè bây Hả? giờ Dạ, hồi mới tới em anh trai. Con bị thương á. Dạ. Gà nó mới lớn anh Kha. Dạ, gà nó mới 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 lớn. Dạ. Dạ anh Kha. Dạ, gì gà bà? gà mới lớn nó gáy chưa gành phải không? Nó gà chưa gà gà anh Kha ơi. Dạ. Điện thì mà. Bé được được hả? Bé được được hả? Được hả? Cậu Chút Tư. xíu nó tới cậu Tư giờ. Chú thiết tới cậu cậu Tư sao tới con. Làm gì có? Sao không có? Làm gì có? Khi em định tại sao? Nhân cho khán giả biết ăn cái đầu gà mùng gà cái cảm giác làm sao. Cái cảm giác thấy nó mềm mà nó thơm, Vậy đó ngon, hả? nạt không à. Ừ. Dạ. Ăn thấy được không? Được, cái mông gà thịt không ha. Bông gà thịt không à. Mà nạt mà mềm nữa. Dạ, em thấy mềm. Dạ. Đó, nữa không vô lấy đi con. No rồi chịu ăn. Dạ. Không biết cô Tư được mấy cái Ăn á, nó mềm mà ngon mà nó mông gà nạt không anh Khai. Anh Kha thấy thấy được ha. Dạ. Anh cha em ông ăn thịt bụp bít mỏ bơm thú là ai chịu nổi anh hả? Anh ha. Dạ. Em lên đây ghét ở nhà của mình giống như là xem em như người nhà luôn, ghét là tự nhiên luôn ha. Mẹ bé ơi, anh Kha đó, anh Kha lên đây xem giống giống người nhà tại tự nhiên mẹ ơi. Anh Kha kìa. Dạ. Mẹ anh thấy vui không? Rồi chứ. Vui ha. Anh Kha vui mẹ ơi. Dạ. Này quen rồi, quen quá quen rồi. Ông bé vui hả anh Kha ha? Anh Đó, anh Nhân hỏi mẹ coi mai mốt em có cần chở anh đi đâu á, cô cho chưa? vui. Mẹ ơi. Anh Kha đó mai mốt anh Kha anh nó sao anh Kha? Em quên rồi. Nó sao anh? Em có cần công việc gì nó chở anh Nhân đi coi mẹ có cho luôn không? Mẹ ơi. Anh Kha đó con có cần công việc gì có cho anh Kha trả con đi không? Mẹ đã cho rồi. Cho rồi anh gọi anh tính sao? Thì vui chứ sao, Vui ha. Dạ. lúc trước thì mới lên thì cô sợ ha. Dạ cứ để thì mẹ em hơi sợ. Tại anh Việt kỳ rồi cũng vậy á. Mẹ em anh Việt em lên xe đi du lịch gõ cho em ăn phở. Anh Việt xuống đầu tiên. Mẹ em kêu anh Việt kêu em á bận quần dài vô anh Việt chở xe đi du lịch ăn ăn cơm trường ở ngoài tiệm anh Kha. Mẹ em không cho đi, anh Việt mới xuống lạ không có cho đi, rồi sao anh Việt xuống quen quá mới cho đi, giống anh Kha rồi đó. Dạ. Mới đầu thấy người lạ vô rồi sợ. Anh Việt cũng vậy, đi chung ổng rồi mẹ em không cho đi, sao mà quay clip quen ổng mẹ em mới cho đi với anh Việt á đó anh Kha. Mà tới tới đó anh Kha cũng vậy luôn á. Dạ. Có một bịch cua ai treo ngoài cửa nữa Mà thật riêng nữa. kìa. Dạ. Mà mẹ em á, mẹ em cho anh Kha chở em đi rồi anh Kha. Nên nhân nói lại. Mẹ em chở chở anh Kha chở em đi rồi. Dạ. Chở em đi rồi, anh Kha. Mời bà anh Kha thấy vui không anh Kha? Đi vui Vui chứ, à? cháu cười quá trời luôn kìa. Mấy cháu thì nói em bị cà lâm. Sao tự nhiên ăn đồ gà sao cà lông dữ vậy? Trời
em bị cà lông rồi. Đó. Sớm đâu cà lông dữ vậy đâu. Đây em nói bình thường em đừng có gặn. Gặn rồi mà em bắt bị cà lông á. Tự nhiên ăn đầu gà vô là cà lông vậy đó hả? À, không ai biết đó. Anh hỏi em không biết nữa. Đó. Đây mẹ em mới chở anh Kha chở đi rồi. Anh thấy vui không? Vui chứ. Vui ha. Mẹ em anh Kha chở đi chở. Chơi vậy. Dạ. Nó kêu anh Kha chở em đi. Đừng đừng có gặn. Dạ. Gặn một hồi nói chuyện được anh Kha ơi. Dạ. Mà anh thấy vui không? Vui chứ. Vui lắm anh Kha. Nó là từ thôi đừng gặn hỏi lòi tùm lum lá hết trơn. Nó lòi tùm lum lá chưa à? Dạ. Anh Kha chở em đi. Dạ ha anh Kha ha. Dạ. Cái này chắc mày mốt chắc không dám mua gà cho ăn nữa quá. Ăn gà vô cà lâm quá. Cà lâm quá. Mẹ em ấy nó chậm nó mau quá hồi chắc tùm lum hết anh Kha ha. Dạ. Hồi nó tùm lum cái chết nữa à. Rồi anh Kha thấy chở em đi về nói một câu rồi gọi được anh Kha. Được hả anh Kha ha. Dạ. Anh thấy vui không? Vui. Vui ai vui ha anh Kha ha. Dạ. Thì em cũng muốn như vậy đó. Dạ.